Chào các bạn nha, chào tất cả mọi người luôn. Chào tất cả các bạn đến với lớp 6A1 trong cái bài là vẽ tự do luôn nha. Bây giờ thường các bạn thích lắm, nhưng mà nhiều cái chủ đề như thế này để cho các bạn trải nghiệm được cái sức của mình nó tới đâu. Thì là bây giờ mình sẽ xem tất cả các bài lớp 6 vẽ nó sẽ như thế nào nha chưa. Chào các bạn, chào mọi người. Bây giờ bắt đầu chấm bài. Thì về chủ đề tự do mấy bạn hiểu ha, có nhiều rồi đó. Rồi ok, không có được dùng thước nha chưa. Lớp 6A1 Vũ dùng thước hết trơn toàn bộ nè. Mà tô màu thấy ghét nè, chờ sao có màu một em. Nè thước nè, thước nè. Thước không, thước. Trời ơi trời, chán ghê. Trừ 60 điểm. Bài này tôi cho em chăm chế 60 điểm luôn. Trời ơi, gì nè, chết rồi. Còn thước không nè, còn tôn gì nè. Không, không được, quên. Bài này là 30 điểm thôi. 30 điểm em trừ thêm cho tôi 60 nha. Bằng 23 chột. Mệt chết à. Khổ tâm vậy đó mấy em ơi. Khoan gì mới được. Không cho dùng thước mà cứ ngưỡng gì. Vô nét hả? Sai, này đưa xuống đây. Thấy không? Này sai, không có đâm như này, cái này ngoéo qua đây, đưa xuống đây này, vô nét tôi biết mà, tôi có chơi. Anh Khoa cái này có hãng cầu lông rất là nổi tiếng luôn. Khổ ghê, lần đầu tiên bị âm cho biết mùi ai vợ. Vậy đó, khổ lắm, vậy đó mới vừa. Mới tưởng trong đây không tô nữa nè. Vẽ được nhiêu này đậu nhiêu điểm. Chăm chế đi 5 chột. Trời ơi, lớp 6 tôi chăm chế cho lắm, thầy ác quá. Học tôi hiện nhất trên đời này rồi đó. Khổ quá đi, vậy mới nhớ được mấy em ơi. Ủa vẽ gì á? Tên gì? Tên gì vậy em? Tên gì sao ghi tên? Họ gì vô hết trơn vậy? Em cho một cái màu trắng là tôi chút xíu cho điểm em màu trắng luôn đó. Quỳnh Lai, Quỳnh Lớp Quỳnh Lai nè. Trời ơi trời, có nhiêu đây thôi, nhiêu điểm mà chăm chế đi. 51 điểm. Trời ơi chán sức. Hên không phải vô kia đúng rồi đó. Ác vậy thầy sao không âm 30 luôn đi thầy, không tôi chửi gì cho biết. Tên gì? Lý Gia Hân. Vẽ cái hoa tulip thấy ghét. Có hoa tulip nào mà mọc lên gì không? Hoa tulip nào xấu gì không? Nè, hoa tulip nè. Cái cành hoa tulip kỳ không? Đó, không có tưởng tượng được. Ngày xưa em mà học thầy là chắc em ở lại lớp. Cho ở lợn hết trơn đi. Mệt quá à. Ở lợn đi học hành gì tầm này nữa. Ở lợn hết giùm tôi đi. Mệt mỏi quá đi. Dễ thương đâu mà dễ thương. Mình ác mà mình được sống thảnh thơ phải không? Đừng đúng không? Tôi ác không ai dám đụng tới tôi được hết trơn. Tôi ác là không ai nói xấu mình được hết trơn á. Vậy đó, sống mới thọ chứ mấy em mà hiền quá là mấy em sống không được đâu. Chấm gắt cái gì? Chấm hay ghét. Ý, bài hay ghét thì chấm gắt thôi. Mà chấm chế thôi đó. Tôi ghét nhất ông mặt trời góc ngã tư đường nghe chưa. Tô cũng không có kỹ lưỡng nữa nè. 70. Trời ơi chán sức. Tiếp đi. Nguyễn Ngọc gì? Nguyễn Ngọc Hải hả? Chuyện ơi tôi đọc không ra chữ luôn. Em vẽ biển với lợ cái bầu trời nó dùng có màu một vậy đó hả? Ghê ha, xuất sắc. Khi mụ gì ghẻ chấm bài. Một chút xíu tôi chấm vô cái miệng của em cho em có nốt ruột một đùi luôn bây giờ. Rồi con cò của em như vậy đó hả em? Con cò bự không con người nữa nè, người que chấm biển. Khi người que tắm biển nè mấy đứa nè. Cây dù nè, cây dù là cái cây mà bự bự đen thù lùi che che đó là cây dù. Nè, cây dừa mà cái lá là cái lá của cây gì thì tôi không biết nè, cây dừa. Còn con đại bàng nè. Đáng sợ chưa? 54 điểm cho tôi. Dễ hay ghét, điểm thấp giùm đi. Mệt cho điểm cao tôi không đành lòng. Nãy Bình Dương chắc luôn, biển nãy Bình Dương. Mong xú hung dữ hay ghét gớt. Gớt đi. Tôi không kỹ lưỡng, tôi giữ chừng hết mực là tội lỗi của em. Cả tại vì sao em lại sử dụng mấy cái bút marker, bút lông em tô. Tôi giữ chừng hết mực là lỗi của em. Em phải lấy màu sáp hoặc màu nước cho em tô nha chưa. Buông chính đi. Tôi không kỹ lưỡng, tôi không điều. Nè, ẩu tả. Gạch vô bài, ẩu tả hủy bài hả? Buông chính đi, không có cho lên được. Nhã Uyên là ai? Trời ơi, em dễ giải quá ha. Gì nữa vậy? Trời. Còn ai dễ ăn môn xú nữa không? Dễ luôn đi. Sao ăn môn xú không vậy? Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Đúng rồi.
nó giống cái bài điện máy xanh. Bà muốn tôi mua tivi lên điện máy xanh, máy nó đáng sợ thiệt á, cho tôi ám ảnh những cái bài ca như vậy. Tô không điều mà pha không hết, hay ghét nhưng mà chăm chế được đi nè. Halloween được, ủa gì trời, ghê quá à. 52 điểm đi, mấy con âm môn xuống là tôi ghét lắm, không cho điểm cao đâu. Để tôi coi còn âm môn xuống nữa không nè. Con âm môn xuống này 51 điểm nữa nè, trời, một đống âm môn xuống luôn trời. Trời, cái gì em nói gì? Thầy và em đó hả? Trời con coi tôi đó hả? Chữ thầy sai chính tả trừ điểm. Chữ ớ y dài chứ ai nói mà ớ y ngắn. Ủa trên đời này có chữ thầy mà ớ y ai mà y ngắn không? Tôi đây hả trời, phẹt ơi. Tôi vuốt tóc cao nhọn quắc vậy sao? Ghê hả? Rồi lỗ tai tôi đâu? Mắt kính đâu? Đó, thấy không? Cái tai tôi bự vậy đó hả? Cái tai này để tôi vố ha, vố cho em cái mặt tai liền. Cái tai này tai tôi đó hả? Còn hơn cao su nữa. Nè, gì nè. Siêu quẹo ngừ cao su hả gì? Chảy nước dữ dữ ra nữa nè. Cái gì vậy? Chúc thầy dồi dào, sức khỏe dồi dào ra xin tả. Nè, chúc thầy dồi dào chứ phải dồi dào nha. Sức khỏe đạt sao chính tả luôn. Đạt móc một gì dữ rồi trời. Một gì dữ rồi chết rồi. Cái này là kể cả cái người làm ra TikTok á, nó cũng không có follow nhiều như thế này luôn á. Thấy gì vậy? Thấy đầy may mắn. Thầy đầy may mắn mà mắng sao chính tả nữa. Mắng là có chữ G nữa nè. Chữ nhiều sao chính tả nữa nè. Nhiều, à chữ nhiều đúng mấy đứa. Chữ E đó, hạnh phúc và làm ăn phát đạt cơ trời. Rồi ha, được ha, được. Tuy là bạn vẽ không đẹp nhưng mà bạn đẹp nha chưa. Bạn là ai vậy? Bạn không có ghi tên luôn. Đây là một cái lời chúc ẩn danh. Được, được nha chưa. 59 điểm, trời ơi tốt. Ngừ nè, vẽ tôi nè chàng ơi, tội nghiệp chưa. Bạn hối lợp là hối gì? Thầy ơi, sao thầy cứ tắt like rồi 5 phút sau bật lại mà không like xuyên suốt biết chi không? Tại vì á, thầy phải tải clip này qua một cái kênh khác nữa. Thì thầy không nói cái kênh đó, các em cũng biết cái kênh gì rồi, đúng không? Đúng rồi. Các bạn nào mà chưa có vào cái kênh y dài, chữ T, chữ bờ đó, thì các bạn qua bên đó các bạn đăng ký đi. Ừ, cái tên là Hoài Sinh dễ dẻ luôn. Để chi mỗi lần thầy la xong thầy tải về nó không có bị nặng cái máy, đúng không? Ừ, chứ mà la xuyên suốt mấy lớp lượt á, cái thầy tải về nó nặng cái máy quá, mình tải không có được. Ừ. Khổ mấy em hết sức. Rồi vậy đi, I love you. Khánh Phương nó số 1, dễ chịu khó đi, tội nghiệp Khánh Phương. Trời ơi, kỹ lắm, Tết năm nay Khánh Phương mua gì nè, 20/11 được vừa rồi á, Khánh Phương tặng cho thầy một cuốn sổ tay rất là dễ thương luôn. Và để trong cái túi quà cực kỳ là xịn sò luôn á, rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là quý luôn á Phương. Dễ thương quá đi luôn á. 75 nha, tốt quá à. Khánh Phương á hả, dụ vẽ mà thầy nói là ô cái bức này thầy không ưng, nó bỏ đó, bạn bỏ bằng giả là bức khác luôn á, rồi không? Ồ, dễ thương lắm. Nguyễn Đình Gia Phúc đó số 1, bài giá tự do để coi coi Phúc giá làm sao. Sống quyển với con cò y chang luôn. Bầu trời nền trắng á, mặt trời nè. Mặt trời tay tôi màu vàng, màu đỏ, mặt trời này ngộ ghê. Có nhiêu thôi đủ nhiêu điểm, trời ơi. Có nhiêu thôi hả? Nhiêu thôi cho 60 đi, tội nghiệp quá hả? Cho 60 đi, tính cho 50, dễ thương quá trời, ừ, chứ sao? Dễ gì vậy? Sao thấy em cực khổ quá vậy? Dễ li ti chi tiết rồi sao tô? Lấy mắc cơ tô đi hành long. Trời em khỏe cơ. Chăm chế đi. 54. Trời ơi khổ tâm ghê. Hít le hả? Triệt tiêu Khánh Phương đây thầy không? Sao hát? Hát độc. Hát độc. Im miệng cho tôi. Tên gì không có tên, trừ điểm. Trừ 10 điểm nha. Cái này là cái trường, có lá cờ nè, có chữ côn đó là trường đó. Chàng ơi, dùm 2-3 lá cờ chứ hả? Ở ngoài đường xe chạy, hàng rào nữa hết, không mặt trời nè. Nè, ông mặt trời của em là cái hình bánh ú hả? Hết mọc ở ngã tư đường hình tròn, bây giờ tới cái hình bánh ú luôn nè mấy em. Không có nào tưởng tượng được. Không có nào tưởng tượng được luôn á. Quà của phụ huynh thầy ơi, ủa gì hả? Ghê vậy trời. Còn phụ huynh có coi like không Khánh Phương, ghê vậy?
Mày chăm chế đi, chỗ khó dễ đi, tội nghiệp. Biển Lam, mệt muốn chết à. Thầy không ghét em hoài vậy, thấy đường rồi thấy ghét. Học ở dòng sông hả thầy? Em nhìn xấu này ra dòng sông. Nó có từng cái phân độ không nè, cái này không phải là dòng sông, cái này là biển. Trời, em nhìn ra cái sông hả? Màu biển của người ta. Mệt. Vậy cũng hỏi nữa. Em vẽ cái gì? Trời ơi, con vẽ gì hả? Tên gì? Trừ 10 điểm. Không có tên luôn nè. Vẽ cái gì mà màu xanh lè, xanh lét cái ghê vậy em? Rớt đi, 40, 45 đi. Vẹn ơi, tranh chùa tượng hay gì? Bước này đi đóng khung đi, làm này đi gửi triển lãm được á. Hoa ải hương đó hả? Trời phải cơ. Phải không? Lá đâu? Chậu gì đó hả? Con không kỹ, tôi tìm nghe em. Đáng sợ không tưởng tượng được. Lavender hả? Ừ, không tưởng tượng được mấy em sao á. Sách ngữ văn lớp 6 tập 1. Đó là cái thứ em đang vẽ đó hả? La môn phước. Cái gì? Cái gì đây? Cái gì vậy chàng? Cái cuốn sách ngữ văn đó hả? Sao nó minh họa cái hình thấy gớm. Ê, thiệt á, thầy nói thật lòng. Bộ hết lựa cái hình nằm minh họa hả? Sao mà lấy mấy cái hình tôi nhìn vô tôi không tưởng tượng được luôn á. Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Đường đường là một cuốn sách giáo khoa, là cái trang đại diện cho cái nhãn hàng. Ôi lộn, là cho một cái quyển để toàn đất nước. Cả triệu đứa, triệu học trò học. Minh họa lựa cái hình thấy ghê, thiệt sự luôn á. Tôi nhìn tôi sợ luôn á. Nhìn như tôi không có còn cảm hứng đó, là tôi học ngữ văn luôn đó. Nè, người ta học ngữ văn đó là sao? Là nuôi dưỡng tâm hồn, là giúp các bạn sao? Phân tích, nhìn nhận thiên nhiên và con người trong xã hội. Thấy không? Cho các bạn biết cảm thụ mỹ học, cảm thụ văn thơ như thế nào, trao dồi kiến thức. Mà dùng cái cửa sổ này như thế này, giờ phân tích làm sao? Bây giờ tôi phân tích cái bức tranh này cho mấy em nghe nha. Thường cái bức tranh đại diện cho một cái quyển sách ngữ văn đó thì nó sẽ có một cái ý nghĩa nhất định. Thì sau đây tôi sẽ phân tích cái ý nghĩa của bức tranh này. Thứ nhất, tác giả này là ai thì tôi không có biết, nhưng mà về cái tinh thần nhân văn và cái tinh thần thiên nhiên nó hiện ra ở hai cái chủ đề của chúng ta. Thứ nhất, tinh thần nhân văn đó là nói về cái sự sâu sắc nhẹ nhàng của cái hình chiếc cầu vồng bắc ngang hai cửa sổ. Vì sao? Trong đôi mắt tâm hồn của người họa sĩ, người họa sĩ đứng từ trong nhà nhìn qua khe cửa và thấy được rằng sau cơn mưa chờ lại sáng. Thế là hình ảnh chiếc cầu vồng của chúng ta hiện lên trong cái nhìn trực quan của người họa sĩ, hay không? Và đôi mắt tâm hồn của họa sĩ không ngừng ở chỗ đó, mà là ông còn nhìn thấy được cái con đường đi xa xăm nhẹ nhàng đó, từ đi khuất bóng mà đi đến nó tặng trên mây xanh. Chứ gì nữa, cái cầu vồng ở đây mà cái đường nó xuyên qua cầu vồng, nó đâm lên chờ luôn. Bởi vì người ta có câu đúng vậy, không biết thì cứ hỏi ông chờ, có đường lên chờ thì có cái đường lên thiên đàng rồi đó. Tôi cho em gớt. Em giả đường lên thiên đàng là sao? Tôi mà cho em lên đường, tôi không biết tôi lên thiên đàng được không? Tôi không thể nào tưởng tượng được. Thầy là học sinh giỏi văn hả? Mệt, không có giỏi gì trơn á, dở bẹt. Tô này thấy ghét không? Được đi, chăm chế đi. 75 điểm đi. Mệt ghê vậy. Khổ tâm mấy đứa này quá à. Trần Thảo My vẽ sao? Blur hả? Vậy đi. Cái hoa không có con mắt gì trơn vậy em. Trời, tôi bực mình quá rồi, tôi bực xíu. Mấy em sao quá. Mấy em cứ gì không chết rồi. Phải có mắt mũi tai miệng vô nha. Thầy dạy văn hả thầy? Tôi dở bẹt, thầy dạy văn gì? Tôi mà dạy văn là mấy em chắc là hả dốt hết á. Mệt cũng chết à. Mệt cũng chết à. Vẽ như thế này cũng không vẽ vô được nữa. Mệt ghê vậy. Vậy đây. Mệt. Không nhiều thôi đó, không vẽ được. Này phải chỉ hả? Thấy vẽ vô thấy khác liền không? Hồi nãy không vẽ vô tôi nhìn tôi không ra được cái bông ra cái hình con quỷ. Mệt. Ta phải dịu dàng nhẹ nhàng vô. Mệt chết à, mấy em sao á. Rồi ok, chăm chế, chịu khó tô nè. Vậy đi. 79 điểm. Mệt chết à. Mệt, nói quá mệt mỏi. Cho xin cây màu đi thầy. Vô mua đi. Vô clip tôi đăng nó mua đi. Tên gì ạ? Không có tên luôn hả? Tên gì? Hà Linh Chi. 1, 2, 3 màu. 4 chột. Thêm tờ giấy 10 điểm đó. Không có nào tưởng tượng được mấy em. Thầy ngoài đờ hoa không có mắt hả? Ừ.
Vậy là em chưa thấy hoa mặt trời rồi, hoa hướng dương rồi. Nó tới 100.000 con mắt lận. Lấy hộp ra coi đi, không tưởng tượng được. Hoa nào có mắt kêu tôi lợi tôi vẽ con mắt vô. Chèn khoẹt ơi, hoa nào không có mắt, vẽ con mắt vô là có mắt rồi. Bực bội hàng gì cũng nói nữa. Thầy dạy môn gì hả? Môn tâm lý học, em vẽ cái gì ạ? Khoan thế nghĩa em vẽ gì ạ? Trời ơi, hết hồn hết vía, trời ơi, hết hồn. Tôi giật mình luôn đó. Tôi tưởng em vẽ này em gửi ông nợ cho tôi. Trời ơi, là tôi dặn cái bồn cầu này là mất tiêu em luôn đó. Nghĩ sao mà vẽ gì nợ tôi nè. Không có tưởng tượng mấy em sao á. Vậy nè, bôi bác nghệ thuật. Ừ. Trời sao mà nó xấu. Skibidi toilet. Trời ơi, bao nhiêu cái không vẽ. Vẽ cái này, tôi biết cái này đó, mà tôi ghét cái này. Trời ơi, nhìn gì đâu mà nó mắc vệ sinh gì đâu. Không có tưởng tượng được luôn mấy em à. Tôi biết con này nè, con này mạnh lắm nè. Không tưởng tượng được gì đâu không á. Nè, vẽ nè, bôi mực bôi tại le nè, bút pháp đó hả? Thì ghét. Sao chín điểm đi, bực mình. Quý Lâm Phúc Hiếu tên đẹp quá vậy. Ừ, phải vẽ như thế này đỡ nè, được đi. 70, đó, vẽ như thế này được nè. Nếu không có ý tưởng vẽ vậy được. Thầy xem hả? Thầy xem hả thầy? Tôi thấy cái kênh TikTok nào nó làm về cái kiểu như mà mấy clip ngắn về mấy cái diễn khoa học diễn tưởng á, cái nó vẽ rồi mấy cái hình này nó làm thành một series luôn. Tên gì ạ? Lê Gia Linh. Vẽ nền không tô, thấy ghét. Ta nói trời xanh mây trắng nắng vàng, còn em á là trời trắng mây xanh. Không có tưởng tượng được. Vậy rồi sao cho điểm cao được 60? Không có tưởng tượng. Sao kỳ vậy? Bài nãy 6 mà 69. Đâu? Ok. Bài nào? Ừ, thấy ghét. Cảm ơn nha, trừ 10 điểm. Còn 59, cảm ơn bạn Ngọc nha chưa. Thấy ghét quá đi. Nhờ bạn nhắc đó. Cái số em xui rồi. Tại vì em gặp chị Ngọc trong live này, chứ không em cũng 69 rồi đó. Tại tôi quên. Không tưởng tượng được. Đang chấm bài cái tự động, cái tâm của tôi nó hiền nghe. Khổ gì đó mấy em à. Không tưởng tượng luôn đó. Nguyễn Quỳnh Gia Hạnh, tên cũng đẹp quá ha. Trời, lớp này bộ đi Hà Lan cái gì mà sao mà toàn vẽ hoa tulip không vậy? Không có tưởng tượng được luôn. Cái nền không tô nữa nè, trái tim con thấy ghét nữa. Trái tim méo mó. Trái tim có... Ủa chị, trái tim sao kỳ giả. Vậy nè, hết rồi đó. Gì rồi cho nhiêu điểm? 62 đi. Thôi tội nghiệp quá đi, 64. Vậy cái này con bướm đó hả? Cái này con bướm hay trái tim? Cái này là con bướm hay trái tim hả? Trời ơi, cái này con bướm đó hả? Trời sao con bướm hay ghê quá vậy? Con bướm bị khuyết tật đôi cánh hả? Rồi cái râu nó đâu? Trời phẹt ơi, con bướm mấy đứa phải vẽ anh ta con bướm bằng gì nè? Mấy đứa ơi, mấy đứa à, mấy đứa phải vẽ con bướm á, nó phải gì nè, chèn phẹt ơi. Thì tôi nhìn tôi mới biết con bướm được. Thấy không, nhìn ra con bướm chưa? Thấy chưa? Rõ ràng trái tim mà sao ra con bướm được ta? Đó, vậy mà ra con bướm. Trái tim thì nó bị tật nguyền, không có tưởng tượng được luôn đó. Lúc đầu tưởng trái tim mấy em. Chèn phẹt ơi, đáng sợ hơn 64 điểm đi. Này gì? Bài mà bài đặt dán nữa còn hơn tiền nữa em. Làm như tiền rách dán lỡ nộp cho tôi nữa chờ. Chèn phẹt ơi, ai vậy? Minh Thông hả? Bài đẹp dữ vậy chờ. 95. Trời ơi, trời ơi. Về tô bài lên nha em, trời ơi, vẽ tốt ghê. Ông ngoài chợ góc ngã tư cũng đẹp. Được, tôi chăm chế cho em đó. Được nha. Mây cũng nhiều màu tốt. Bầu trời có cái gam. Thứ hai, cái trí tưởng tượng mà phong phú trời. Cái này không phải là bạn bị dơ đâu nha. Cái này là cái bút pháp của bạn đó. Cái ý đồ ở đây nè, tức là sao? Ở đây là một cái gì đó nó sắp xảy ra. Thấy không? Đó, nó hay như vậy. Đẹp, tốt, vậy được nha. Được nha, cố lên nha Thông ơi. Tốt quá đi, nhìn Thông vẽ mà thầy mắc ham. Em vẽ cái cây mai gì đâu mà thấy ghê như Hoàng Quân. Hả? Ai cho phép em vẽ mặt trời góc ngã tư đường? Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, cái mặt trời em phải vẽ thoáng ra.
Ví dụ như em đưa may vô cũng được nữa, ai cho phép em giải mặt chợ góc này hả? Còn cái mai gì hả? Cái trời, cái mai đột biến hay gì? Cái mai 15 tỷ hả? Không có tưởng tượng được em. Cái mai này ai mua về chân trong nhà là chắc là hả? Tôi nói thiệt nha, nguyên năm đó làm ăn không lên luôn á. Thiệt. Cái ngữ mà làm ăn mà cứ kiểu như siêu quẹo như thế này là hết xong cuộc đời rồi. Không tưởng tượng vẽ gì đâu mà hả? Tô có 2-3 mảng lớn vậy thôi hết rồi đó. Trái tim 3 chân chờ hết rồi. Có nhiều thôi. 59 điểm. Chị có lớp này sao? Vừa vào đã bị lắc hả? Sao kỳ vậy? Sao tôi không coi nó không bị ta? Dùng thước trừ điểm cho tôi. Cái được chân chờ cũng dùng thước nữa nè. Thấy ghét quá đi. Dùng thước nè, thấy không? Mệt. Bực mình trong người hà. Tô có hòa sắc. Còn ok vậy đi được rồi. 45 điểm. Mệt quá à. Đáng sợ mấy em sao á. Chứ tưởng tượng đi xa. Ừ. Một hai hai màu hai chục như lợi tấm giấy nữa, trăm chế 10 điểm 30. Trời ơi, đáng sợ không phải là tưởng tượng luôn đó. Sao đâu á, tôi nhìn tôi không biết cái nhà cái gì luôn á, thiệt luôn á mấy em. Sao á, Mai Gia Linh, Gia Linh dạng phạt ơi gì á. Rớt. Tôi hiểu cái gì tôi chết liền luôn đó. Em vẽ cái gì vậy? Chèn phẹt ơ. Vẽ cái gì mà mãn nhân chiết không? Chèn phẹt ơ. Vẽ cái gì mà mãn nhân chiết không? Gì hết rồi đó. Tôi nhìn tôi biết cái gì tôi xỉu liền. Chèn ơi, cái này em có khóc đi chăng nữa thì tôi sẽ kêu ông Bụt hiện ra. Ông Bụt ông còn nói nữa, con vẽ cái gì ông còn không biết nữa, làm sao thầy con biết được. Không thể tưởng tượng được luôn đó. Trời ơi trời, vẽ cái gì vậy? Hỏi coi, vẽ cái gì? Vẽ cái gì? Trời ơi đáng sợ. Không thể tưởng tượng được. Lắc quá thầy mà ơ hả? Vậy thôi mấy em đổi mạng khác mấy em xài đi. Hay ghét gớt. 20. Vẽ nét không hà, bài đặt á, bài 2 tuần mà gì nè. Bài đặt phóng dài nét cho có lệ rồi nộp nộp, tưởng vậy là qua đó hả? Gớp đi Trần Gia Hân. Tưởng mình vẽ đẹp cái bài đặt ẩu tả hả? Gớp. Không có tưởng tượng được mấy em sao á. Tấm này giống trái đất hả thầy? Không, thầy thấy nó giống cái gì trơn á. Sao gì mà sao cái rồi á? Bình an, chuyến này là tôi cho em bất an luôn nè. 30. Vẽ cái gì vậy? Không có nào tưởng tượng được luôn. Mệt. Cái gì? Tuyết âm, vẽ gì đấy? Ừ, chăm chế gì được nè, nãy giờ được tấm này được nè. Chấm này được 100 đi. Trời ơi, mừng ghê, nãy giờ có bạn 100 điểm mà mấy em ơi mừng. Mừng ghê á, tưởng là không có ai luôn đó. Vẽ cho có góp đi. Nè, tôi nói về cái trường hợp của bạn này cho mấy em nghe. Thầy không có cần mà nhớ mặt hay là không có cần nhìn tên. Thầy nhìn cái nét là thầy biết bạn đó có năng khiếu hay là bạn đó không có năng khiếu liền. Cái mấy bạn mà không có năng khiếu á, mấy bạn sẽ bị một cái tâm lý. Biết tâm lý gì không? Tâm lý là các bạn cố gắng gượng gạo để các bạn vẽ, mà vẽ trong cái tinh thần là không biết là thầy đã ưng bụng chưa. Cái tâm lý của các bạn như vậy. Và vẽ sợ sai, tại vì cực khổ lắm mới vẽ ra được bức tranh. Mà lỡ sai thì sao? Đúng không? Đó là như vậy. Còn cái ngữ á, mà vẽ tốt, vẽ được, phớt dài phát ra hình đó, cái ngữ đó cực kỳ lười. Bảo đảm 100% cực kỳ lười. Mà lười nhất ở cái chỗ nha. Ví dụ như cái gì mà gấp gáp á, cái bài đặt quẹt và ba nét. Và ba nét kiểu như thể hiện mình đó. Nhất là thể hiện cho bạn bè. Ừ tao vẽ hoài ba nét vậy là xong, tao nợ bài. Cái ngữ như vậy đó, gớm. Trời ơi đừng có giỡn với thầy nha chưa. Thầy từng bước qua tủ của mấy em mà chờ mấy em sơ hở, tôi nhìn tranh tôi biết ý đồ của mấy em hết trơn. Võ Thùy Trang sao một bài tự do. Trời sao cái đầu bự dữ. Chăm chế đi. Bài này lên được 80 nè. Đó. Nè ra khói tóc khói ơ này kia gì cũng được đi. Tội nghiệp bánh xe của bức tranh kia sắp rớt kìa thầy. Bánh xe của bức tranh kia là cái bánh xe nào? Đào cái bánh xe nào vậy?
Ê chết không mấy em ơi, hai cái bánh xe gần gớt ra ngoài rồi nè mấy em. Tội nghiệp không, mà cái bánh xe như trái cam vậy đó mấy đứa. Trời ơi, như cái miếng cam vậy đó, tội nghiệp quá đi. Bán kem nữa nè. Trời ơi, lần đầu tiên cây cây kem có trong mì tôm. Tưởng tượng lắc thầy ơi hả, thầy ơi em hót like đi bạn Thị Hương. Em nhiều chuyện nhất cái like này đó. Coi được không? Mệt mỏi quá à. Không có ai mà hả lắc mà hả copy paste cái bình luận mà hả nó nhảy liên tục như là cái phần spam hết trơn. Nhiều chuyện. Em á, ai mà nói cái vụ mà lắc một cái nữa đó là thầy ngưng like liền, thầy xuống thầy tắt liền. Trời ơi, đừng có giỡn với thầy nha chưa. Nè cái ngữ nè, cái ngữ vẻ đẹp và quẹt quẹt vài nét rồi nè, cho có nè. Nè, rồi vẽ sao? Phớ phớt gì, quẹt gì cho có à. Gì đó hả? Không có tưởng tượng được luôn đó. Gì vậy? Lô mấy em nha. Cái này tôi chăm chế cho em qua môn thôi nha. Khổ quá đi. Chăm chế 30 hả? Thôi, nó vẽ như vậy thì ít ra nó bằng cũng hơn bằng kia. Nó bài phải có màu mè, phải có này kia vô phải không? Còn mà đánh chì đánh khối là phải như cái bài của cái lớp mấy ta, lớp 82 vậy đó, đánh khối rất là đẹp luôn. Ừ, do này chăm chế đó. Ừ, này nhiêu này 69 đi, tính cho 70 đó. Mà thôi này nhìn không thích lắm thấy không, vì chăm chế 100 không có tưởng tượng được. Sao đâu á. Tiếp. Em tô cái gì vậy? Rồi vẽ cái gì đây? Cắm trại có ba cái thân gỗ đi ngồi nói chuyện hả? Cái cây đó hả? Người ta dựng cái liều, người ta lựa cái bóng mát người ta dựng. Còn có mình em chọn cái chỗ không có cái bóng mát để em dựng cái liều của mình em thôi đó. Nắng thấy mồ luôn. Nam khen ghi chữ thấy ghét, không ghi tên nữa nè, trừ điểm. Vẽ nhiêu đây cho nhiêu điểm? 1, 2, 3, 4, 4, 5 màu thôi, cho 49 điểm đi. Chèn ơi. Ê trời ơi, tội nghiệp mấy em. Bạn tôi bằng bút chì màu, tội nghiệp quá đi. Thôi cộng thêm 10, cộng thêm 5 điểm đi, tội nghiệp quá đi. Bút chì màu mà tô được như thế này là đỡ khổ lắm rồi đó mấy đứa ơi. Tội nghiệp lắm á. Cái gì nữa, tội nghiệp lắm em ơi. Gì trời. Minh Long, chịu khó vẽ và chịu khó tô màu như thế là quá được nha. Nè cái trái hồi nữa mình cắt qua bên đây luôn nha. Cắt qua đây luôn, đúng rồi, cắt qua đây luôn để chi? Để cho nó không có bị gọi là cái xích sắt ấy. Đó, đó, nghe không? Nó không bị khớp. Không thì bố cũng mình sẽ ổn hơn. 82, chờ em biết chị đau khổ với cái lớp này em sẽ cho đôi mắt của chị buồn rầu chút xíu. Phải chịu mới được. Ê trời ơi nè chị, đau khổ chứ chị, chặt nẻ thấy không? Đôi mắt tâm hồn. Nó ngon lành chưa? Nè ngon lành nè thấy không? Bạn bè đủ hết trơn mà thiếu lớp. Chăm chế đi. Mà dễ nét mà mình được này nhiều, có sự nghiên cứu nè. Thôi chăm chế đi, 54 điểm đi. Nó là chịu khó dễ, thấy không? Nó phải gì mới được. Người que đi học. Người que đi học mà cô giáo thì bị ốm còi xương, tội nghiệp. Không có tưởng tượng được mấy em. Sao á. Bước cuối cùng, chịu khó tô màu, chịu khó tô từng cái chiếc xe. Chăm chế, ai tên gì? Lê Phương Minh Thiện, con trai hả? Con trai dễ được như thế này là có sự tiến bộ rồi. Rồi ok, bước này 89 điểm. Rồi ok, nó thấy không chốt. Rồi vậy đi. Có nhiều thôi đó mấy em ơi, khổ quá đi. Thầy ơi, trái thanh long có bao nhiêu hạt hả? Em đếm đi. Cái hồi lúc dịch bệnh á, tôi nhớ hình như là có người live stream đếm hột thanh long. Mà tôi thấy là đếm từ cái lúc mà tôi thức là 5 giờ sáng. Mà tôi thấy là ảnh đếm mà tới 12 giờ rưỡi khuya ảnh còn vẫn ngồi đếm. Mà tôi thấy ảnh mới đếm được có 2/3 cái trái thanh long. Không có tưởng tượng được mấy em này sao á. Đó. Mới tưởng tượng được luôn đó. Biết rồi mấy em sao á. Vẽ cũng chịu vẽ cho đàng hoàng nữa. Bà này. Biết rồi mấy em sao á.
vẽ, không chịu vẽ cho đàng hoàng nữa. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn đã tặng hoa cho thầy cũng như Hạ Tim. Cảm ơn tất cả mọi người, các ông bà cô bác anh chị, rồi các bạn học sinh sinh viên, học sinh và các em nhỏ luôn. Cho nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye mọi người.